Anh đang chuẩn bị đó lấy cái bè vô đi giỏ bóng cá mọi người. Ở đây rất là nhiều giỏ ốc luôn nè mọi người không? Đó. Rất là nhiều giỏ ốc dưới đây nè mọi người. Rất là đẹp nè. Cọng dây này đi ngoài vậy nè, kéo đi khỏi bơi. Này, đang bơi bè mọi người ơi. Nước ở đây rất là trong luôn nè. Ở đây đi qua Phú Quốc gần hơn ở dưới Giám hả? Chỗ khói bay bay đúng không? Hả? Miên hả? Đó, Phú Quốc hay gì đó, Phú Quốc ở đây ra gần hơn Phú Quốc nè, đổ gần hơn Giá. Dạ. Cái cục kia là cái đảo ở trong mình thấy cái gì đó không ơi? Gì đó hả? Đó, mình trong kia đó. Tới mọi người. Giờ lên dính cái này dính cá gì? Gọng hả? Đặt cái gọng gì? À, đặt hả? Cái này gọi là cái gì, cái bóng hả? Đụng bè luôn á. Ô sao được, ông sống kêu giỡ cái bè, ông sao ông giỡ bằng cái gì? Bè nè. Cái cá mắm gì vậy? Dở lên mới biết được chứ. Con bị kịch nhiều quá. Mày sao lấy lên? Dơ dơ ra ngoài. Có bằng gì bằng sắt hả? Kéo qua bên hông, ông kêu kéo bên hông này nè. Ồ, dính cá là người cá mọi người. Ui, ghẹ nhóc kia nè. Cái gì vậy? Mày biết. Ui, quá là người cá luôn kìa. Từ từ, từ từ, từ từ. Đó. Ủa, đem vô luôn hả? Ủa, con cá gì quá trời đẹp luôn nè. Ủa cái hình nó đã đây. Dính rất là nhiều cá luôn nè mọi người. Có ghẹ nữa nè. Không biết gọi con ghẹ con gì nữa. Ghẹ ghẹ. Ghẹ xanh. Để chú lên bờ quay cận cảnh cho mọi người xem nha. Có mấy con cá đẹp đẹp không nè. Tùm lum cá chứ nè. Đó, rất là nhiều cá mọi người. Có cua đỏ nè. Đó.
cua xanh nè mọi người. Ủa sao không xách cái dầm vậy? Ủa dầm rồi trời. Rồi xong. Đổ ra đi, mau mau. Mất lâu quá. Cái đang chuột không trên? Cái mẹ ốp chuột chiên cho cái đang kìa. Ba hỏi nha, ba thả gì? Hỏi nha. Để xuống rồi. Mẹ cái chân ra. Nó bỏ. Đổi đi. Hướng ha. Nó bị mềm rồi đó. Để bắt trong cua biển đó. Viên chơi vô viên. Đó, giờ có một cá là dính một gỗ cá luôn nè mọi người. Sao cái giò con giữ gì kìa? Sao cái giò của con giữ gì? To nè. Cánh lì đó, lì cái lì. Cái gì à? Con cá này, con cá bò này rất là đẹp nè mọi người. Cá bò nè, đó. Bàn cua nè. Ghe biển. Đó, rất là ngon nè. Ba ơi. Ba bắt con cá này. Mà nghe ngoài đó khóc quá. Rồi. Cá nào? Cá này, con cá nhỏ nhỏ. Nó bắt rồi đó. Bắt làm gì? Nuôi gì? Nhưng em đâu quay giữa đường trời. Quay một kênh đó. Còn tay con cua nó kẹp nó cái